đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lệ Nam quyết chiến tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàng vũ 2022, nam em kề vai sát cánh. Là thí sinh đầu tiên được công bố tham gia Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Lệ Nam, hay còn gọi là Nam Anh, nằm trong số các nhân vật tạo được nhiều sự chú ý và ủng hộ. Cô gái Tiền Giang này thường xuyên vào top các thí sinh nổi bật và được dự đoán có khả năng làm nên chuyện ngay từ khi cuộc thi chưa bắt đầu. Mới đây trên mạng xã hội, cộng đồng fan sắc đẹp đang truyền tay nhau đoạn clip Lệ Nam chia sẻ về việc tập hô tên để chuẩn bị đến với đấu trường nhan sắc này. Cô chia sẻ mình thường theo dõi phần hô tên của các thí sinh các nước. Nghe xong, Lệ Nam hô luôn tên nước của họ. Ví dụ, Philippines, Thái Lan. Lệ Nam hô theo để học cách họ truyền nguồn năng lượng và việc hô tên mình, rồi sau đó sẽ tập hô Tiền Giang cho Nhân Nguyễn. Hy vọng Lệ Nam có thể được hô Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hiện tại, top 20 thí sinh có lượt bình chọn online cao nhất Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 đã được gọi tên, trong đó có Lệ Nam. Chị vui với thông tin này, em gái của cô, Nam Em, cũng nhiều lần chia sẻ thông tin và tiếp tục kêu gọi cùng bình chọn và ủng hộ cho người chị. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự hậu thuẫn từ cô em gái Nam Em và nhiều sự khích lệ từ khán giả, Nguyễn Lệ Nam được kỳ vọng sẽ có sự bản lĩnh và tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc thi một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.